Và cái nguyên nhân gốc rễ thứ ba là trong cái cuộc sống ngày nay, chúng ta rất dễ bị áp lực và căng thẳng. Chúng ta áp lực ở đối với công việc này, rồi là thậm chí là áp lực với gia đình, với con cái. Nên là rất là dễ khi mà chúng ta bị tiêu cực này, suy nghĩ tiêu cực này, rồi là chúng ta tức giận này, nóng giận này, thì trong cơ thể của chúng ta nó tiết ra những cái loại chất độc tố, và những cái điều đó nó sẽ gây độc đối với cơ thể của chúng ta. Và từ ba cái nguyên nhân gốc rễ trên thì nó gây ra những các cái vấn đề kéo theo, như nó làm gây ra cái vấn đề là rối loạn quá trình trao đổi chất, và cái tế bào của chúng ta nó bị già hóa một cách nhanh chóng. Đó, khi mà tế bào bị già hóa thì nó mất cái chức năng năng của tế bào. Và cái thứ ba là nó làm cho cái miễn dịch của chúng ta ấy, nó bị giảm dần đi, nó cứ càng ngày nó càng giảm đi. Và các anh chị em chúng ta thấy quan sát là ngày xưa chúng ta không có hay bị ốm, hay không hay bị hắt xì hơi, không hay bị cảm cúm đau đầu, đúng không ạ? Nhưng ngày nay hơi một tí là hắt xì hơi, cảm cúm, và đặc biệt là chúng ta quan sát ở các cái thế hệ trẻ em và các cái phòng khám nhi ấy thì liên tục, đúng không ạ? Do cái sức đề kháng giảm. Và từ đó thì nó gây ra cái vấn đề bệnh. Bệnh ban đầu ấy, thì nó sẽ biểu hiện ở cái trạng thái ồ ạt, rầm rộ triệu chứng, thì nó gây ra các cái vấn đề về bệnh cấp tính, và sau đó dần dần thì các cái vấn đề bệnh mãn tính nó được tăng lên. Đó, thì đó là các cái nguyên nhân gốc rễ của các cái vấn đề về bệnh. Như vậy, chúng ta là những người thông thái, chúng ta là những người có hiểu biết, thì chúng ta làm sao? Chúng ta khi mà chúng ta gặp phải vấn đề sức khỏe thì chúng ta hãy tìm cách để chúng ta cải thiện về gốc rễ của bệnh, chứ không phải là dùng Tây y thì chúng ta chỉ cải thiện được các vấn đề ngọn thôi ạ, ngọn và bẻ cành bẻ lá của vấn đề về bệnh thôi ạ. Đó, thì rất là cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn tất cả các anh chị em ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh Hoàng Mỹ rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta vừa được nghe thủ lĩnh Hoàng Mỹ chia sẻ với anh chị em chúng ta về cơ chế là tại sao bị bệnh. Đây là một trong những cơ chế, và thực sự là khi mà Hường cũng như rất nhiều các bác sĩ khác, khi chúng tôi học xong ngành y thì chúng tôi được học rất nhiều cơ chế về sinh lý, rồi sinh lý bệnh, rồi mô, rồi giải phẫu bệnh, rất nhiều các chuyên ngành khác. Nhưng cái quan trọng nhất đó là chúng tôi học rất nhiều cơ chế, nhưng cái quan trọng nhất đó là cơ chế, thì đối với ngành Tây y thì chúng tôi đi tìm cái cơ chế để có thể sử dụng thuốc và để có thể chặn được cái triệu chứng của vấn đề, nhưng không có một cái biện pháp để có thể cải thiện từ gốc rễ bên trong của vấn đề. Và anh chị em chúng ta vừa được thủ lĩnh Hoàng Mỹ chia sẻ, thủ lĩnh bác sĩ Hoàng Mỹ chia sẻ cái cơ chế tại sao bị bệnh, thì chúng ta thấu hiểu được là tại sao nguyên nhân gốc rễ vấn đề nó xảy ra, đúng không ạ? Và giống như là anh chị em chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi, thế thì tại sao ví dụ như là cô Hợp cách đây 10 năm với bị viêm xoang, đúng không ạ? Thế thì tại sao mà trước đây cô không bị viêm xoang? Nếu như gọi là các bác sĩ có chia sẻ rằng viêm xoang là một bệnh mãn tính, thế thì tại sao trước đây khoảng tầm 10 năm về trước cô không bị viêm xoang? Hoặc ví dụ như bác Lệ Thúy, tại sao trước đây 10 năm về trước bác không bị viêm xoang, đúng không ạ? Trước 16 tuổi tại sao bác không bị viêm xoang? Đã bao giờ anh chị em chúng ta có một cái câu hỏi như thế chưa? Và bao nhiêu số chị em đã từng hỏi như thế thì giơ vào tay cái.